Vào lúc 10 giờ ngày 11 tháng 3, 50 cảnh sát giao thông đủ điều kiện nghiệp vụ được Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an bàn giao tới Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm đang bị quá tải. Ngay sau đó, 30 cán bộ sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và 26 người làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh lượt đầu tiên. Còn các cán bộ, chiến sĩ còn lại sẽ được chi viện sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 9 trung tâm đăng kiểm có cảnh sát giao thông tăng cường, mỗi trung tâm sẽ có từ 2 đến 3 cảnh sát giao thông làm việc. Các chiến sĩ sẽ tập trung vào những điểm nóng và ùn tắc của các trung tâm đăng kiểm, giúp người dân được đăng kiểm nhanh chóng. Quy trình đăng kiểm các phương tiện dân sự có 5 công đoạn chính, trong đó cán bộ cảnh sát giao thông hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ để việc thực hiện quy trình nhanh chóng, đầy đủ cho người dân khi có nhu cầu đăng kiểm. Trong quá trình làm nhiệm vụ đăng kiểm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ mặc trang phục theo đúng điều lệnh ngành.